chúng ta nói chuyện đi. Vào đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi rút lại những gì đã nói trước đó. Con người Kiều Tự Mặc không giống Tiêu Nhiên. Ngây ra, tôi biết, nhưng tôi không phải là người giấu bệnh sợ thầy. Tôi sẽ không vì một người như Tiêu Nhiên mà co rúm lại. Cũng sẽ không vì khác biệt thân phận với Kiều Tự Mặc mà bài xích không tiến về phía trước. Thật tốt, cô ấy vẫn là Hạ Tiểu Thiên đó. Bọn Trạch Minh đang thu dọn hành lý, tối nay về Đế Kinh. Cô thì sao? Cùng về đi. Cảm ơn nhé. Công ty Box. A, tu thần đến kìa. Nhường đường chút, tôi muốn nhìn tay đua. Tôi có công lớn. Tay đua làm đại sứ dưới trướng lãnh tổng. Định giá công ty chúng ta tăng gấp đôi rồi. Lãnh tổng, anh tu rất hài lòng với phương án quay quảng cáo của chúng ta. Anh ấy đang quay rồi ạ. Ừ, tôi biết rồi. Tập đoàn Kiều Thị luôn thực hành. Là tin tức của Kiều Thị, anh ấy về tham gia hội nghị quan trọng đó sao? Ngài Kiều, đường đường là tin tức cấp quốc gia, vậy mà mỹ nữ nước ngoài liếc mắt đưa tình với Kiều Tự Mặc. Ngoài ra sự hợp tác của anh tu với Box cũng khiến Box tăng độ theo dõi lên một tầm cao mới. Ừ, lãnh tổng, đồng nghiệp công ty chúng ta dục cô có thời gian thì lên Weibo đi ạ. Đã báo cáo xong, tôi đi trước đây. A còng của tôi. A còng bình luận. Thích, chị, nhìn lương ảnh đế nhà em đi. Biết chị bận việc, nhưng chị của Bon Bon à, chị bớt thì giờ đi diễn Lưu Quang Tự Cẩm đi, quăng quăng quăng. Phục chị rồi. Rốt cuộc Box bao giờ online? Online đi, tôi rất gấp. Nhiều vậy, nghe nói blogger là người siêu giàu của thế hệ thứ hai. Tôi chỉ muốn nói, tôi không muốn nỗ lực nữa. ORZ. Theo như tin tức, hôm nay tu thần quay cảnh thực tế đường đua trên biển. Có phải sắp được nhìn thấy quảng cáo phim bom tấn không? Xin nữ thần đừng lạnh lùng như vậy, gửi tình hình đi. Hôm nay lại là một ngày chấm công cô đơn. Hai hôm trước ở khu nghỉ dưỡng bên bờ biển em đã nhìn thấy chị giành được giải thưởng lớn nắm tay một anh chàng đẹp trai và xem máy bay không người lái. Lãng mạn quá. Đăng bài thành công. Lãnh Vân Kỳ chia sẻ ảnh. Rốt cuộc con cô ấy muốn là con cá heo nào? Có thời gian xem Weibo mà cả ngày không có thời gian liên lạc với mình, vậy sao? Đồ không có lương tâm. Chưa về nhà vội, đến căn hộ của Lãnh Vân Kỳ đi. Sao anh lại đến đây? Biết hôm nay anh giao lưu với truyền thông nên cố ý không đến tìm anh. Anh kết thúc chưa? Ừ, kết thúc rồi. Cười, nhìn thấy Weibo của em rồi. Tưởng em vẫn còn thức nên chuẩn bị tìm em nói chuyện. Mình vừa đăng cách đây không lâu, nhanh như vậy đã bị anh ấy nhìn thấy. Đề phòng. Vậy các thể loại xin được bao nuôi trong Weibo mình cũng bị cô ấy nhìn thấy sao? Chỉ là xem Weibo thấy trống quá nên tiện tay đăng bức ảnh phong cảnh kỳ nghỉ thôi. Ồ, thì ra không phải là muốn những con cá heo được tạo thành từ máy bay không người lái tối hôm đó. Hôm nay em xem tin tức nhiều, có người rất nhiều phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi. Mức độ được yêu thích của Kiều Thiếu cũng cao thật. Em thấy cô phóng viên xinh đẹp có mái tóc vàng và vắt to đó rất tích cực. Thì ra nhiều phóng viên mà cô ấy nói là cái này,